Thủy xin kính chào ông bà quý vị các bạn. Hôm nay là mình không có đi quay, mình quay ở nhà. Cái nhà mình á thì nó cái bộ đồng tai nó bị gãy, cái ton nó cũng bể rồi. Mình bữa nay có kêu thợ đến đặng thay cái bộ đồng tai với mấy ton. Thì sáng thì có đi chợ mua thịt bò với cánh gà về kho bò với cánh gà hay chiên nước mắm. Thì hến thì hơi mình nấu mình luộc cuốn bánh tráng cho mấy anh dùng luôn. Thì sáng giờ mấy anh phụ đưa cái máy to anh xuống hết rồi, cũng mới phân nửa chưa rồi, cũng giờ cũng hơi trưa rồi. Mình có mua đồ ăn sáng cho mấy anh ăn sáng ngoài á. Ở đây thì sáng mình đi chợ mua thịt bò, có hai cây đu đủ, ôi hai cây đu đủ mình con cá rồi. Dạ chào hả? Chào. Sáng mình mua cánh gà đây, mình rửa xong rồi mình sắc ra cho nó ráo rồi mình mới ướp. Đây thịt bò. Thịt bò này là kêu bò sườn 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 gút hả mẹ? À sườn gút. À, bò sườn. Thì cái đó là món bò kho ha. Bò kho. Rồi đây cái món chánh của gia đình mình hôm qua đi chi đi bắt rồi nha. Hến thì thôi mình rửa ra sạch rồi mình bắt nước lên. Hến còn sống luôn á. Gọng qua đây là nó nhả sạch rồi hồi mình vớt. Mà hến này mình gọng cái nước đục á là nó nhả nước sao mà tông veo không biết nữa. Nước nó tông veo à. Rồi mình sẽ làm công chuyện. Rồi, chào anh hai. Chào anh hai. Đi kiếm muỗng ăn. Đó, thấy nha. Hôm nay mình làm có mấy anh em ạ. Đây gồm có Nghĩa. Rồi. Rồi anh Năm. Anh Thông và anh Hai Hậu. Từ nửa cái hậu như nửa hậu này đồ mát nó bơm à. Rồi. Cái lọc bên này, này nó mới bơm về mới đi tìm xử lý. Xử lý nó bơm khỏi. Sáng giờ mấy anh dở được cái máy nhà lớn rồi. Đây. Mà sau nay trời đang chỉ mưa nữa. Hy vọng được có mưa. Ai được bằng tay á, cái con này mừng lắm, một cây dừa mọt nó ăn muốn mục hết rồi. Ở đây giờ anh không dám đeo. Mấy anh bắt thằng cháu lấy chứ không dám đeo, cái đó nó muốn cục rồi. Hôm bữa ngày hôm qua thì bơm cát cái lắp cái lỗ cầu và cái đó nó bị bung lưới nó bể á, rồi cái mấy bơm không được á, mấy bơm lên đây rồi xúc xuống đó, rồi hiền tận dụng cái ton cũ này ra đó mà làm cái nhà mát ở đằng trước đây nè. Đây là định tính sửa cầu nhưng mà thôi lắp luôn, bơm được khúc vậy nè. Rồi lực nước ép nhiều quá chịu không nổi, bể này trôi ra ngoài hết rồi. Để hậu nhờ về người nữa xúc cát tên này nè, đưa xuống lắp lại. Mới bơm dựa trên sân nè. Hồi nãy mình có cháy tỏi với xả nước với miếng đường với muối ngọt, thì mình khỏi cần cháy hột điều bằm cà chua mình cháy lại, mình cháy rồi ướp với bò kho nè. Hủ sẽ tế bò kho
kho phải có vịt bột bò kho này nữa mới ngon. Chúng ta coi cái vịt không? Đây, à, bột gia vị bò kho. Ở đất bầm. Có cà vô đó, ngon ghê luôn á. Cái qua này qua gì thấy? Người ta kêu bằng qua ly gì đó. Thơm quá. Thơm dữ lắm, thơm luôn. Thơm. Mình chưng ở trong phòng ha, mình đóng cửa lại. À, là thơm. Nở đẹp, cái thơm vậy. Chiều luôn. Cái này là tại mình chưng tin bằng Phật với bạn ông địa mà đánh dở nhà rồi. Không phải kinh xuống đây. Mình đem xuống đây sợ rớt bể. Mình ướp mình kho làm cái hồi mình mới luộc hết đó thầy. Mẹ bắt nước tổng rồi. Nước tổng chắc rồi. Giờ như mình ướp mình để cho nó thấm gia vị. Rồi một chút mình mới bắt lên kho. Rồi giờ vô luộc hến trước. Mẹ bắt nước đằng sau nè. Rồi. Vậy cái này cũng ướp ướp chưa? Ướp rồi á. Ướp này chờ chút xíu mình chiên ha. Giờ mình ướp đây để cho nó thấm chừng vài phút đi. Vô luộc hến xong xuôi cái mình bắt cái nồi này lên kho. Đây nhà của mình với nhà mẹ khác bên bạn xài chung sàn nước. Sao rồi hả mẹ? Thấy con nó dở rồi tại mà thấy cũng thôi thôi rồi thôi thẳng đi. Thôi à. Trước khi mình luộc hến á là mình phải bỏ vô một muỗng muối nha. Bỏ rồi hả? Rồi luôn. Bỏ muối nó mới cái nó mới nổi con hến vô lên. Vớt chừng nhiêu khoảng nhiêu hến này nè. Đổ vô. Rồi đậy nắp lại nha. Cho nó sôi ùn lên rồi nó mới nổi em. Lấy cái đôi đũa mình quậy cho nó nổi lên hết. Nào nước bình mới quậy. Dạ. Lấy đũa. Luộc hết thì thấy cần mấy đôi đũa này nè, mình quậy. Quậy xong rồi lấy cái này vớt con hết lên xong xuôi hết rồi. Cái này thì vớt cái vỏ hết ra. Miếng hơi cao không thầy? Cao. Chừng nữa làm cái miếng mình phải làm thấp tí nữa. Tại em lùn quá. Cái miếng này cũng cao rồi. Miếng bề ngoài cũng cao luôn nữa. Cái này thì nấu ít ga được đúng không? Tại cái miếng củi thì nó cao. Miếng đất nè. Miếng lòi nó cao. Cái tầng miếng này thì được. Có 7 tấc rưỡi hà. Nhưng mà có cái là mình nấu ít củi nó lên hết 4 tấc cái miếng nữa. Con gốc hả? Đó. Gốc. 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 Mới đem về mình nuôi nay khoảng chừng tuần hả thầy? Tuần. Tuần. Mới đặt tên á, tên là con gốc. Kêu là nó loại à. Rồi sôi rồi đó. Vậy cái con hết nó nổi lên đó mà. Đó vậy đó. Nó thấy rõ không? Thôi phát luôn. Cái vớt đó nó có cái khe xuống dưới không sát nồi ha. Có cái loại tròn mà không có hai cây đó đó. Dễ vớt. Một nhiêu hến đó là được nhiêu đây. Ai luộc quá. Còn nữa. Còn mà
nhưng mà nó không có hết là 100% nha, nó khoảng chừng 80%, còn 20% nó còn dính lại rớt lại. Lần đó, em lấy chỗ nhỏ thấy rồi hả? Em lấy cái gạch nhỏ nó không có lấy kìa. Không, nó được rồi. Em. Mà nhỏ mình chuyên môn tỉ người lớn mà luộc hến á là mình phải canh đợi đặng mình xong rồi cái vớt vỏ hến ra đặng lựa con hến ăn. Đặng vớt vỏ hến gì. Đó, cái này còn sót nhiều không? Ít. Ờ, à, không nhiều ha. Cái nước này thôi mình để tỉ không á, mình lóng lại nấu canh rau rồi ăn ngọt lắm. Các bạn để nguội á, để nguội xong cái mình để vô tủ lạnh, mình để mình ăn được vài ngày. Nếu mình chưa ăn liền á, mình chưa ăn liền á thì mình để nguội bỏ trong tủ lạnh. Nấu canh hay nấu cháo được nha. Là nó sạch luôn ha. Đó. Còn vỏ luôn vậy đó. Dạ. Rồi em coi vớt hết em ra liền. Rồi rồi. Rồi, trời cái nhà đã chữa gì cho cái anh thợ cái quay trở lại. Đây là rau này để hồi mình ăn với cánh gà chiên. Với kèm theo mà kho luôn mà. Đây thì củ cải đỏ. Cái này có cuốn nữa đúng rồi, rau này có cuốn nữa ha. Mình vớt một cái mà một lần vớt là được như đây. Nếu mà hết cái này cũng bộn bộ rồi nha. Nhưng mà ở ngoài mình á, hến vậy á, nếu mà năm nay nước không mặn lên á thì nó còn lớn nữa. Nhưng hiện giờ nước hơi mặn rồi. Nước mặn lên là nó chết hết rồi. Còn không còn nữa. Dùng hến mà là dùng hến nước ngọt, chứ hến nước lợ thì nó còn sống. Tông đợi cái vớt này nè, cái mình lựa. Lựa ra cái nào còn vậy nè. Đó, nó còn con vậy nè. Vậy đó. Mà ăn ngon lắm, đông đứa nít lại lựa lụm ăn vậy. Quậy như quậy bánh lọt nha. Quậy cái con hến nó nổi lên trên mặt vậy đó. Mình vớt xong rồi ha, cái mình để cái nước hến cho trong, trong cái bình rửa lại cái hến mà mình mới vừa vớt ra đó hả? Rửa lại một cái. Đúng không thầy? Ừ. Nè, nó sạch. Tại cái mình khi mình vớt vậy nè, nó dính bọt á. Nóng hổi luôn. Thành quả ngày hôm qua nha. Mà hến này dễ ăn lắm nha. Vớt nóng thì cái làm chén nước mắm chua ha. Cái bỏ vô với được chén cơm này. Nước thì mình hái rau, các loại rau. Ở đây mình tấm là rau độc tàn á. Rồi nấu nồi canh nước hến ngon tuyệt mà. Những hạn như bù ngót hả, bù ngót, lá cách, cải trời, rau rau gì mà hành tơi, mướp đó, hành tơi mướp,
rau má, nhiều loại rau đó bạn, tăng ngọt cũng dễ ăn, nhiều loại rau ăn được lắm. Đây là này là thủy vớt lần thứ hai, cái gỗ này á, mình nghĩ chắc cũng khoảng còn 6 lần vớt nữa. Thật trơn nha, còn vỏ hến không á. Rồi về để thủy vớt nha, mình đi vòng qua anh em làm nha. Nhà được cây đu đủ hả? Dục hộp, ăn dục hộp phải lên. Đây là trái chiến đầu tiên nè. Hai trái. Lên thấy thấy có trái tiếc quá để đại luôn. Hôm nay tà chuyển, mình nghĩ chắc không mưa, cũng cận Tết này không tại mưa. Cũng hy vọng là đừng có mưa. Mưa ướt đồ này không có dọn đồ cái gì ra hết. Các bạn thấy cửa hơi ngộ ngộ không? À, hồi mưa cửa này làm cái sắt ha, là người ta làm kiến. À, kiến. Hôm nãy vậy thôi mình nói nha, em hậu quá. Lấy cái này làm cái cây. Được phần này hết cây rồi chứ không phải làm cây hết cũng được, nó không chèo sợ bể. Mình đang mở ra mới vô thường nhất. Hôm nay mùng 2. Ngày 27 thứ sáu, rồi mấy cái đồng tay cũ à. Một đầu hết rồi. Bị ái cái đầu cây mục gãy. Thầy cũng nói chung mà kịp thời cũng mừng. Đó, ngay nó cong mà nấu đậu mà nó cong vậy nè. Đó. Mới tới hả mọi? Tôi mới tới. Dạ. Thấy phụ với Thủy giúp con ơi, Thủy làm với mẹ hơn mình không kịp. Đấy, Thủy có điện cô Mười. Nói cô Mười vô phụ con đi, con làm không kịp ra thợ ăn. Cô nói ừ để con vô vô. Để mình đi. À. Con hôm qua con cào hến. Cào xong này nè. Tụi mình lấy chồng nha cô Mười. Hôm qua con cào hến. Rồi con, mẹ, hậu. Trời đất ơi. Thì trà đẹp trà cá. Thì bữa nay luộc thì cái hơi mình cuốn bánh tráng thôi cô Mười. Thấy con giỏi không? Giỏi nó cài. Ừ, hồi thấy nhờ cô Mười làm nước chấm này ha. Làm lần cái gì đó, lần lần cái nước chấm hết á, nước chấm ngô cút á. Mình chấm nước mắm chua cay đi. Chiên cánh gà. Chiên cánh gà nữa chứ. Ai biết gì đó. Mới nhờ vô rồi sai quá trời luôn rồi. Có gì đâu. Dạ. Con ớt. Chiên thì chiên mày rút ra ở ngoài con á cho nó tiện. Dạ dạ. Đi đi giờ lấy cái chảo nào Thủy? Thôi ra mà lấy đi chảo ngoài rồi đi. Vậy mà sáng giờ nói. Không biết cái cô Mười có đảnh không quên. Điện đại luôn. Thôi thấy cô Mười ra phụ. Dạ. Cô Mười mở ra ra. À. Rồi. Đó. Ở ngoài cô Mười có ra chưa à? Không, cô xài bếp củi không? Dạ. Cái gà con đậy trong lòng bàn đó cô Mười. Đổ ha, hết chai luôn em cô Mười. Hết chai đại. Nhiều ruột mà. Ủa nhiều chứ. Hơn nửa ký ruột á. Hơn nửa ký ruột. Mà như giỏi này nè các bạn.
Vậy là hến này nó nhỏ nhưng mà mập ha. Tại mình mới cạo hôm qua mà. Bây giờ nhắc xuống cái nồi này, nhắc xuống là cái mình đổ ra cho nó nóng rồi rửa cái con hến lại. Tới vừa đang làm cái nước đang nấu bò kho. Mình thay mấy to này đó. Nhà hai nuôi mấy con ngỗng. Ba con, không ra ngoài đâu hết con rồi. Có cây mít này có trái rồi. Giờ mấy nàng chuẩn bị kéo cái tô lên lợp nè. Được cái tấm to nặng phát lỗ là cột dây là kéo lên. Chào ông bà nè. Dạ ông bà. Đàng hoàng, đàng hoàng ơi, con là sao? Con tên là ông chào ông bà. Quy. Con là Quy xin chào ông bà. Ừ. Rồi vô thay đồ đi con. À nãy mình nói làm nhà mượn anh Hai Măng á, đi rước giùm hai đứa nhỏ. Hồi mềm mình mới bỏ củ cải hả thị? Đây là món bò kho rồi. Mới kho lên nè.
Rồi, tấm thứ hai rồi. Nên làm còn cái khúc ngàn trước nữa là rồi mà. Ở nhà trên xong rồi, còn khúc chéo này. Đây bàn tay mà không kịp là sập luôn á. Đây. Mặt cái chân luôn rồi. Không thay kịp là không qua Tết được rồi. Hơi nó không gầy, không có gió lớn, mưa lớn á. Rồi để em. Chưa bỏ đá xuống hoài ta. Đồng tay bẻ gà mà hai luôn vậy hả? Một khúc tên ơi. Gã hết rồi. Xuống đây như cốm cái này rồi. Vậy là quá kịp lúc rồi ha. Chứ để đáng đáng nữa là nguy hiểm quá. Quá nguy hiểm. Này chắc khoảng nửa tiếng hơn nữa thì xong rồi. Đâu giờ chị em làm được rồi. Xong hết rồi các bạn. Giờ là cũng 3 giờ hơn rồi. Anh làm luôn mà buổi đứng luôn. Rồi trong đấy rất mừng luôn. Giờ mời mấy anh em ở dùng cơm gia đình. Mua ba một chai này mấy hai chai mà nói vậy đó cũng được. Uống chai chứ không lâu là sao mày? Đó mà. Ừ. Đói. Uống chưa à nghĩa? Mừng cái mừng với anh được cái máy toan mới nha. Rồi con mười. Cha mẹ con về tên ruộng rồi. Rồi mời mấy anh dùng cơm ấy. Rồi chưa không ăn cứ ăn trước đi ha. Thôi mời cả nhà mình vào tiệc đi. Đủ gì khác quý vị. Thì mời quý vị các bạn cùng dùng hến cuốn bánh tráng với Thủy xem. Rồi Thủy mời có món ăn ăn có món hến không ạ? À? Mời ăn dùng cơm với gia đình hết món nha. Bò kho. Đây món bò kho. Gà chiên nước mắm. Đây bò kho. Cánh gà. Đây cánh gà với món này món đặc biệt là hến làm gỏi cuốn. Hậu đi mua đất đá về. Dùng với anh em. Rồi làm có đi. Mười. Vô nè. Mười ăn. Vô. Bò kho thứ trước nha. Mày không la lên nãy mà la dưới mà nghĩa. Vậy không gót cho em ly nào hả anh hai? Không. Mày quay đi chú gót thì sao? Để dành nữa. À, giờ để em kiếm cái máy em kê lên em ngồi ăn với mấy anh em rồi. Chở hết, chở hết. Công chở vừa kìa. Mày có chỗ để không đây nữa nè. Anh Năm. Xin chào nha. Mày mừng với anh Hậu ơi, qua ăn nè cưng. Rồi nó mấy gì. Ờ ghẻ chú trai. Giỏi ta. Em thôi giờ mời anh em đi. Giờ em cũng thay mặt gia đình em á, gia đình cảm ơn mấy anh hai rồi anh Năm Phong, mấy anh hai phụ ngày nay vất vả quá mới xong được cái mấy nhà. Về vậy cặn ha. Cặn. Cũng mời vô dùng miếng đi. Cũng nước gì trà đường hả? Trà đường luôn. Cũng miếng nước luôn rồi. Hồi nãy có mà mời nó phụ với nấu với Thủy. Có mà ly vô là nó bắt uống rượu cho Thủy. Thì mới vô coi. Có nhà không? Mới về.
Con Mười thấy bà kho làm sao con Mười? Ừ. Thiệt nha. Không mà công nhận thử cho. Ngon thiệt nha. Cái món hột này ngon. Có nước dừa phải không? Mà giờ thiếu một cái thiếu muối thì chanh. Cái này gì? Nè nè nè. Bớt chanh hả? Bò kho. Bò kho. Ủa bò kho mà ăn cái muối chi chanh hả? Bò kho. Bò kho này chấm bánh mì chanh. Anh hai nó ăn món bò đó. Đúng rồi, không nó cũng đúng rồi. Thịt bò. Dùng tự nhiên như mấy nè. Gì tự nhiên như lắm rồi. Ăn cũng hết rồi. Còn đồ ăn nhiều quá mà. Ngon rồi quý vị ơi, ngon cứ ăn vô. Đi có nghĩa nào? Đây nó nói đi đâu nhà mới không mày 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 thấy coi sớm giờ cũng vừa ăn mềm chứ không có cứng. Ra mẹ vậy vừa mày mày uống biết thử xuống chơi với mẹ vô nè mời nè đâu. Rồi, thay được mấy tôn mừng ghê luôn, thay cái để lấy cái này nãy anh có gọi cho anh. Có quay rồi. Rồi nó mục như cái đúng rồi, không? Cái chuối á, cái chuối mà dừa hả? Ờ nó cái đồng vai hả? Đó. Đó chưa thấy hả? Mục gì cớm luôn. Anh em trên bờ có gì không? Dẹp qua này hết rồi. Có nhà gì không? Cũng 8 rưỡi rồi. Cái đó còn hết. 8 rồi. Nguy hiểm rồi luôn á. Cái một cái lần tay một vậy á. Ha lúc đi các bạn. Mà không biết để rồi không biết nó rớt lúc nào nữa. Cây dừa non mình đã hơn chục năm rồi. Mà con nhận để hình đó mình không chục thấy mục dữ ha. Mà đem xuống mục ghê rồi. Hồi leo rồi. Lấy mấy cái khăn. Đúng. Không biết sao cái tôi làm dở tháo dở mà sửa nhà cũ ngán luôn thấy nó lào ngán gấp mấy lần cái nhà mới cái thấy nó lào lào vậy tôi gánh hư đông giờ anh ngon mà anh phụ tôi một ngày tôi đang thấy cái nhà này thử anh thử thêm ngán thêm cỡ nào nhà có trăm mấy mét vuông ngán nhà có nhà có nhà có nền tới cửa sổ rồi tưng lượt bỏ hết nền ông đứng bên nền đụng mang lên đó hào công dữ lắm hào ừ. Ủa, nhà con chắc hào công mà mình cực nữa sửa lại nhà của ổng sửa lại nè hai ngày cũng hào công mà cố nợ luôn nè nhà cũ nhà của ổng nữa cái này chưa sơ còn cái chuyện kia là cái nền nó lên tới lên mới cửa sổ còn máng ấy kèo phải đập bỏ hết bởi miếng đụng rộng hết nè vậy sao thôi còn có cút đó hôm đó hết đại thì người ta làm vợ chứ trời mới ở gì ừ. Nói đâu khỏe hơn ông cho ông gặp tôi hết ngàn bỏ hết mẹ nó cái đi hết ngàn bằng nền nó bỏ luôn hết làm lại nó lẹ hơn nữa bữa tết là tôi mới vào vô anh em ơi vậy chứ không phải một cái đâu tết thì giao kịp lợp đó nha chứ còn nhà chắc nó cái nặng bự một hai cái vậy thợ hồ cái bàn thiên thợ hồ không ha nghĩa dạ ăn hai không ăn nè ăn chứ mời em không mua bịch rồi nha mời mấy anh em ăn đây đi nếu không ăn bưng tô uống chứ không ăn bưng tô mời mình tả tô bên chạy khe đâu được ướt chứ không không có đâu không sao đâu hồi nữa anh qua bên sư phụ anh kiếm cái túi ngủ anh chút rồi chúng ta thấu ăn no trước bây giờ nó bưng thì sao cũng rồi. Rồi nào. Này dính nào, dính nào. Nhé. Này. Bò kho ngon cuốn này. Thịt kho đó. Không bò kho thấy thèm lắm rồi. Nó cái mồi tử phải không? Mồi tử cũng hơi rồi, yếu. Cái này mình ra tay luôn đi nghĩa ơi.
Thay luôn, cũng không được. Sau đó gặp khó lắm. Thay không có thay được hết trơn luôn á. Thay đâu được đâu. Tính thay chuẩn bị đi giá bụng bóng. Tính thay cái ruột banh. Cái này là phải bóc vậy nè. Đũa gì kêu đũa hay đũa ngón. Cái này với bánh xèo mà ăn đũa thì dễ ăn. Đúng rồi. Sao bóc? Cái này là hồi đó hồi thời làm mía á. Chứ ăn bún bóc cũng dở. Cái này chắc ít hơn cả 10 thôi. Thấy thấm này nè. Không, hơi mà chưa nó mặn á. Cha nó cào dữ lắm, nó hết luôn. Còn hết là nó này dạ, nếu nước mặn này nó ớm. Có hết nước lại nó có nha. Hết nước lại còn được đó. Có hết nhưng mình hết nó hết nước ngọt, nước mặn lên là cào hoài đâu có hết. Nhưng mà cào cào lậu không? Cào bãi nhà không sao có. Có đi bãi khác. Có. Có con cào nước lậu luôn. Cào được bãi nhà không mà sao có. Có đi bãi khác là cào có. Đại mày nha con. Hai đó mà không nghe em tiếng rồi. Ai? Bảo với Quy. Chơi đồng đội trong nhà với Út nữa mà. Mẹ với cha về bển rồi. Ở đây mình làm gì á? Nghiên cứu gỡ cái hai thằng em. Dạ, đấy, có liền. Tại vì mẹ có nuôi con chó trên giường á, ngày bỏ con chó trên đỉnh ra thì em như là chiều giờ tỉnh cho ăn, sáng về đây. Không ra ăn đồ ăn. Không ở đây. Cha cũng ở đây nè. Ở đây rồi hai ông bà về cảnh bơi chuồng về cảnh. Tình lắm, tình lắm rồi. Nó nói chứ ổng đi về cảnh ông quản lý qua cái vườn chứ thôi bữa ba bữa có chín rồi bỏ rồi, dạ. Ba tháng hết rồi. Bữa có chín rồi. Một, hai, ba, vô. Vô. Rồi, mời cả nhà mình nha. Anh nãy có 10. Cô mày 10 ăn hết đó rồi, ăn thử cánh gà nha cô 10. Ừ. Thiệt luôn. Ăn thử không vậy. Bữa nay em cảm ơn Tước là anh Năm phụ cho em. Thì anh Phong, anh Hai, anh Hai Măng nữa. Không nghĩa nha. Lợp được xong mấy nhà thì em mừng ghê luôn á. Rồi còn mới mốt phụ làm ở nhà dưới em nha. Nhà dưới em cũng muốn sập xuống rồi đó. Chắc là kết quả tới của em. Thôi cũng mừng cho tụi em. À, ăn an tâm rồi, có mưa nữa cũng không có giọt nữa rồi đó. Ôi, ngủ chứ mừng rồi đó. Với nhiều khi cái đồng tay nó mục rồi nó rớt hồi nào không biết. Tại vì trong buồng em cái phòng em là nó cái đồng tay nó bể ra làm hai rồi. Mà ngủ phập phồng dữ lắm luôn. Hôm nay xong cho nó mừng dữ lắm, mừng rồi. Cảm ơn cô Mười vô phụ con nữa. Nay có cô Mười phụ chứ mình con là làm lính quýnh luôn, có mẹ nữa là không có làm kịp. Thôi vậy đi Thị, clip mình cũng dài thôi, mình xin chào clip đi. Thị xin cảm ơn quý vị đã xem video của Thị nha. Clip của Thị cũng đã hết. Thị xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi video này. Thì mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Thủy có động lực quay video tiếp theo nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào.